Xin chào mừng quý vị đến với chương trình của Body G Academy. Chào mừng quý vị đến với chương trình của Body G Innovation. Đã ngày nay, chúng ta sẽ cùng nhau một nơi phát triển bộ thông tin đã trở thành chủ đề của Digital Transformation. Hãy dừng các bạn đến chương trình của mình kể từ giờ đã lúc còn chương trình của Pika Rồng Hôn Thì Nhi Rập Rồng Manu Life. Hãy dừng có nâng tự chết từ lửa Digital Transformation đã chịu phát triển bộ các ai của cục nơi khả năng trong mấy cả AI này phong đài. Hãy chẳng đăng thả ta vì miền ấy khá đài chia chung ngực đã dừng ai chắc xa bán. Nhưng chẳng đừng bây cầm ai khát phê dư dừng xong chụp chung ngồi nâng lục yêu vị chất tầng ạc này. Chịu xưa lục yêu vị chất. Bác mẹ xưa. Dạ. Muốn nâng cho trên đó cả sống phiên nơi khả năng thay ní. Nên khi ông chọn lục vị chất chùi này nóm khá luôn vẫn tích đẹp tân cho mỗi nâng chi vẻ vọt ca sắc xá. Có đôi chi cả lãnh thua ca lúc đồng bây áo chút này cái chút quạt bàn chụp chút. Tại lời chi vẻ vọt được bỏ việc mình bỏ dân phòng đài. Ba chú mẹ số đó tôi sẽ kết chôn tình ốc khi mà chúng mình dù vị chất. Sắp thay chúng mình ra ca nghiên nâng ai cổng hôn mê nhu lại bà chỉ cổng hôn lụ sử và cảm tình ra bộ đồng ở dịp chú vật. Life Insurance, đại minh tuyên tí chi Associate Director of Digital Product. Tiếp tục chúng mình nâng ប្រព័ន្ធនៃការសិក្សារបស់ខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាខាងផ្នែក Business Camp for Manusia នៅឯប្រទេសឥណ្ឌាហើយបានត្រឡប់មកវិញធ្វើការនៅស្ថាប័នមួយចំនួនដូចជា Wing Trumani Serka ដែលបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំធ្វើការនៅឯក្រុមហ៊ុន Manulife ដែលការងារដែលខ្ញុំធ្វើនឹងកាន់ជារៀងរាល់ដងគឺតទៅជាមួយនឹង Digital Product, Digital Transformation និង Project Management. ការធ្វើកំណែទម្រង់ ចឹង អ្វីទៅ គឺ ជា Digital Transformation Digital Transformation គឺ ជា ការ ធ្វើ កំណែទម្រង់ ផ្លាស់ប្ដូរ ដែល យើង ប្រើប្រាស់ Technology ដើម្បី ទទួល បាន នៅ ប្រសិទ្ធភាព ការ ងារ ល្អ ជាង មុន ងាយ ស្រួល ជាង មុន និង រហ័ស ជាង មុន ដែល ការ ធ្វើ កំណែទម្រង់ Transformation ហ្នឹង គឺ យើង មាន បែងចែក ជា 2 ទី 1 តទៅ ជាមួយ Internal Change គឺ ជា ការ ធ្វើ កំណែទម្រង់ នៅ ខាង ក្នុង ស្ថាប័ន ជា Internal Process operation គឺជាការរបៀបនៃការធ្វើការងាររវាងគ្នានឹងគ្នានៅក្នុងស្ថាប័នរួម ទី 2 តទៅជាមួយ external change គឺជាការធ្វើកំណែទម្រង់បំលាស់ប្ដូរទៅលើសេវាកម្មដែលគាត់ដាក់ទៅជូនដល់អតិថិជនឬក៏ជាផលិតផល ដែលពីដើមឡើយបើយើងនិយាយថាបើយើងអត់មានជា digital transformation គឺយើងនៅក្នុងការលក់ឬក៏ជាការផ្ដល់សេវាកម្មផ្សេងៗ យើងត្រូវតែជួបជាមួយអតិថិជនផ្ទាល់ ដើម្បីធ្វើការផ្ដល់សេវាកម្មហ្នឹង ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមកពាក់ជាមួយនឹង Digital Transformation ឬជា Technology អតិថិជនក៏អាចធ្វើការជាវសេវាកម្មហ្នឹង តាមរយៈ Online ផ្ទាល់ ដល់ខ្លួនឯងបាន Okay, តើអរគុណច្រើន លោកវិចិត្រមានអីចង់ថែមទៀតមានទេ បន្ថែមពីលើនឹងទៀត តើតោះជាមួយ External Chain ហ្នឹង ក៏យើងអាចនិយាយបានថា ក៏យើងអាចនឹងផ្ដល់សេវាកម្ម ឬជាសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយនឹងដៃគូជីវកម្ម ងាយស្រួលជាងមុន ដែលយើងអាច ងាយស្រួលក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យប្រតិបត្តិការរបាយការណ៍ផ្សេងៗរហ័សច្បាស់លាស់និងងាយស្រួលជាងមុន Digital Service ក្នុងការ Run Report ឬជា System Integration ផ្សេងៗ ចាអរគុណច្រើនលោកវិទ្យាសម្រាប់ការបកស្រាយទៅលើសំណួរដំបូងគេតើតាមជាមួយនឹងអ្វីដែល Digital Transformation ហើយសម្រាប់ទៅលើសំណួរបន្ថែមទៀត ឥឡូវនេះគឺគ្រប់អាជីវកម្មទាំងអស់សឹងតែទាំងអស់គាត់ប្រើ Digital Transformation ដើម្បីជួយឲ្យអាជីវកម្មរបស់គាត់ រីកចម្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចង់ដឹងបន្ថែមទៀតថាតើអ្វីទៅជាចំណុចសំខាន់ដែលជួយឲ្យអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងគាត់អាចដើរ smooth ហើយវាជាចំណុចមួយដែលគេហៅថាបំពាក់នៅ Digital Transformation នឹងផងដែរ អរគុណ
Digital transformation phải chỉ miễn phép sống khán xảy ra bởi chi vực cám, mình thà chi vực cám khá nạt tốt, một sống, nâng có khá nạt thống. Chẳng nhưng xong thức ca lực lạc nơi chúng mình bốn sống khán. Tí mối, sẽ tập hiệp ca nghe, nó bây giờ dưỡng một vẹn chứ muốn digital transformation, dưỡng ai bằng ca nơi sẽ tập hiệp ca nghe bàn lõi chứ muốn, đào dưỡng vực ca plạp đồ, vì ca pra chỉ manual process, paper-based, một chỉ automate process, là thuộc bởi gọi miễn phép rồi hát nghe sử dụng chúng mình phép lìa. Nhưng mà ưu thì họ chắc đang đẹp tông cho môi nâng cổng hôn môi nâng bây đại quát mình toàn miền chìa digital journey nâng nâng cổng hôn nâng sản bản của quát cổng hôn nâng còn miền sale và hai chìa bục lực sale ai thà 20% nè đại quát bầm ra ca nghe rõ thức ngay đầm bầy lụt và cam tự đòi tệ chôn chương trình riêng rõ thức ngay nâng bây đại quát tự lọc mò phì ca bầm ra ca nâng kháng kháu mò đòi ọc phí vĩnh quát thật thuộc ca bầm phính Excel report đầm bầy đã chung tại thân lợi bọc quát với đại tông chung môn nâng lợi tập hòa ca nghe bọc quát trăm ngày hay thân lợi bọc quát thời ca cần sổ đề report tàng ớt ruộng khi là ta mặt ngày nâng cùng hôn bàn lụ chênh nâng lợi tập hòa kỳ khá sẽ bạc ca mê khá hay bục lợi khách xe nâng bọc quát bàn bông bình ca nghe kỳ khá chân tàng ớt nâng cứ chìm menu process thì chẳng là dương spend pay bởi lý tra mình tên cứ tàng nẹ đàn nơi thân lợi tàng bục lợi khách xe cứ bục quát thời ca chầm này pay bởi lý tra tại sao mới khơi nơi cùng bạc khoa khát cái dịp phí lầm bạc này khá cứ dưỡng bạc introduce tới chìa application mobile app mới xâm lạc của quạt thơ cả bằng phánh tên là này data nó tam là dạ app để chậm này phê tâm tại phí tự bơi này tí hay data thì có nâng bình chung tại đó bạc học phí thông cả phần số để report thì có hay report có nâng trên đây chìa report để chìa dashboard để nghĩ xuống xâm lạc hồi regiment đối chìa thẳng đồng nôm thì có đối chìa công ca nghe thì có ai mới khơi performance đối chìa report từ lời đại vệ đại quát cùng phong tại thưa ca một trăm ngày. Cho nên đại tôn chỉ muốn làm sự thực hiện ca nghĩa thì phi đại tôn muốn tự vô đăng phi đồng rời ca là bỏ thể chôn. Tam là dạng bị chạy phía đại dân đại pra pra dự ai đăng phi đồng rời ca là bỏ thể chôn là ta có chọn bàn ở với vậy để chụp hèn ở với đại quát bình chất đồng ca pra pra. Ca vô đăng phi chúng ta khoa khát cho chị đồng rời ca là bỏ thể chôn thưa dự ai bồng pinh để đồng rời ca là bỏ thể chôn trong cổ đáy thưa thể chôn còn mình phi bình chất nâng bình to ca ប្រាប់ប្រាស់សេវាកម្ម របស់ យើង ទី 3 តទៅជាមួយនឹង competitive advantage ទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន គឺ យើង មាន ការ ប្រកួត ប្រជែង ហើយ បើ យើង មើល ទៅលើ ទីផ្សារ គឺ យើង មាន គូ ប្រកួត ប្រជែង ជា ច្រើន អញ្ចឹង បើ យើង មិន មាន technology ដើម្បី ជំនួយ គឺ ធ្វើ ឲ្យ យើង មិន អាច run ឬ ជា ដើរ ទាន់ អ្វី ដែល ជា តម្រូវការ របស់ អតិថិជន ហើយ ដល់ ពេល ដែល យើង មាន ជាមួយ នឹង technology ធ្វើ ឲ្យ យើង អាច មាន ភាព ឈិន មុខ បន្ថែម ទៀត ទៅ លើ ដៃ គូ ប្រកួត ប្រជែង đại bác bọn là tiện chôn cư quạt cho chất pra sẽ phải cảm ấy đại nghĩa ra hát toàn xa máy nó mới thiết tầm đề bạc cảm đại dương ai tiện tiên ngày phục quát bảo pra sẽ phải cảm được bảo dương bạn cần đại tràn tí 4 cổng hôn nâng miên phiếp rít chùm ra lụt lúa chạm ra hát nâng miên phạm cầm ráy càng tràn chừng muốn tại sao dương miên sự phiếp càng nghĩ được hàng khốn lo chừng muốn dương dương đăng phí đầm rời ca đồ bảo tệ chốn dương ai tiện tiên nơi tệ chốn mà pra sẽ bảo ca đồ bảo dương ca lại chán tiếng on đi hai thì bởi công hôn mình ca lụt lúa nó đi chìm ra chán chừng muốn hay có được tự bảo tạc cầm rãi chán chừng muốn được khỉ hay bởi tạm sẽ tệ công hôn đại được gọi chi vực cam để gọi pra technology cứ có ai được tự bảo nơi ca đi chìm ra chán chừng công hôn đại có một pra technology ចាអរគុណច្រើនលោកវិចិត្រសម្រាប់ការបកស្រាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះវាពិតជាក្បោះក្បាយមែនទែនទៅលើភាពសំខាន់របស់អាជីវកម្មនៅខាងក្នុងការដែល Digital Transformation ជួយនៅអាជីវកម្មហើយសម្រាប់សំណួរបន្ទាប់ទៀតដូចលោកបានលើកឡើងមកថា Digital Transformation បានជួយទៅលើការ track ឬ report customer experience ក៏តាមទៀតគឺជួយឲ្យការហៅថាអាជីវកម្មទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសុំដឹងទៀតមកថានៅពេលដែលលោកកំពុងតែបម្រើការនៅខាងក្នុង វាត្រូវការចាំបាច់នៅខាងក្នុងអាជីវកម្មដែរបាទអរគុណសម្រាប់សំណួរខ្ញុំអាចនិយាយថាសំណួរនេះជាសំណួរមួយដែលពិបាកឆ្លើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយជារួមព្រោះថាការតម្រូវការក៏ជាអាទិភាពគឺវាទៅតាមតម្រូវការរបស់ស្ថាប័នមួយៗក៏ដូចជាវិស័យមួយៗគឺគាត់មានតម្រូវការខុសគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមធ្វើការនិយាយជារួមតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺយើងមាន 3 ទី 1 ដែលត្រូវជាមួយនឹង Big Data and Analytics
ấy tới chia big data analytics. Big data cứ chia ca vào một đồng tin nền ấy là mới chọn cron mới là mới ai đăng tí đầm rời ca bỏ tiệt chốn ở vậy để tiệt chốn có prapra ca dụ đăng tí đầm rời ca bỏ tiệt chốn cứ mình phải sầm khán mình tâm tập nữa cứ dương ai dụ đăng tí chuẩn bị kháng chuẩn bị sao để bỏ đạn bỏ dương dụ đăng tí tiếp xá nâng dụ đăng tí ở ca nâng ca review được sao từ tiếp xá ban đem sự tập hiệp ca miễn bị để ta nó biết được gì dương miễn tray bị sai để có google mẹ mùi nó phải để dương châu từ không tray để có châu từ đồng bọn nam mới để dương mới có còn ta để sao dương miễn hồi mỗi đại chết lẽ được thua những ai cầm nạt cổ đá thua những được tụ bám sát thiếp đừng ai chục chơi từ lời ca nghe nó chấp bài chuyện đại khu đại có một bài bị đại ta tiếp đi đại tông chủ mùa nó có một experience chưa với đại nhóm tròn và đào từ lỡ phụ thai digital transformation và được chia technology cứ dựng biểu phật đạo mà cứ sử dụng hỏi nhẹ bà bà có được chia tệ chôn chứng dựng thời dụng đông phi đồng bà cạn bỏ cốt hay dựng biểu phật đạo mối đại thua bộ cốt miếng phim nghi sửa chỗ chất phá rồi hát hay trơn nâng ở vầy để có trọng bàn một việc là tới dựng biểu phần đáp bằng ta dựng ở trong ở vầy để có trọng bán vì ở trái tâm nâng bởi cả bởi quật thì bây đại tôn chung nâng technology nhưng cái thà technology có đa tù sống khán có chìa thập là ở thí mũ đại dân tới tại dựng chất đạp đại nhóm xong thư ca này dây chìa tức tập hiệp cho sự đáy nâng có nông bà tế cao bởi chìa dưỡng nhưng mà dựng bà tha dựng mình tuân đó là một ca advanced technology bởi thiệu chung với bà tế đại kỳ chiên lương đối chìa xã rốt âm rơi Singapore, Hong Kong, đại phục quát đào môn dưỡng trong những cái thang lên lưu bị say được chạy tập hôn chung mùa nó AI, machine learning cũng có pra ban tù lùm tù lý trả lời bằng tay bùi bọ mà mơ và thầy khám ai dưỡng vĩnh cư dưỡng nâng mình cầm tật hôn chung nốn trong buổi tệ tông chung mùa là technology nhưng mà như vậy bạn thà được thọc là thí cư tìm mối cư dưỡng ai nhị thà tệ tông bùi clouding service cư chỉ cả mình chuông tên là lấy tới chi tới tạm cloud đồng bây ai nghi sử dụng ca thư lạp đồ xem xén scalable tiếp biết phần răng từ là security đã chụp này một sầm khán làm bây ở cà phê từ là bật con đại tam xem bị cà hack hay nằng cà bia từ là mobile app application xem làm bây chạy top nằng bây cà được bảo vệ chôn cái đôi chia internal process open lúc gì bị chật sầm nhập chầm lão ấy đã anh dạy bàn tha very detail luôn ắt mình tên đặt tên chấm muối nằng tặng bay mình để thay artificial tặng bay là bỏ digital transformation là con ông dẹp về này cả phát đồ này khẳng một mặt năm được một mặt năm dịch năm khỏi chân là được lục ban được làm một thay visual data big data analytics data chung mối customer experience technology cứ việc chỉ ở vậy đã chấm bóng đại và tech máy cứ được chỉ chịu cắm quạt thở tài miến sầm rạp cả chuối ao chịu cắm bạc quất lụt lụt bàn liền chừng muốn hai cỡ đôi chỉ chuối ao để tệ chốn quạt từ thuộc bàn nơi sự phá cắm ở lò phòng đài trẻ ai lục chắc chắn chấm mối nâng môi tiệt đại dương ban về âm pi sự tầm khan dương ban về âm pi artificial này khẳng không digital transformation đã chưa tự đào chi vật cam sự tầm nhận môi tiền nước tha cho bảo sân chi chi vật cam môi nụ để quát thời ca phở phe digital transformation tạo bởi tết vì chi challenge được có anh để tha vì chi ổn sự sầm nẹp chi vật cam bảo quát nước không ca đào đồng nào chấm mối nâng khang bộc lộ bảo quát bảo sân chi bộc lộ bảo quát toàn ban dựa đứng để tham gia chương trình digital transformation. Bà ông côn tiện tôi chương trình Paul Ba đại công hôn chưa bật tiếng được về đại coi năng digital transformation để không sao bàn vào cuộc gọi. Chứng khiêm sung thực ca lựu lang vô nơi buôn chuẩn bị được hiện đại tạm bỏ bớt bỏ khiêm tổ. Tì mối cứ ca đại coi bàn cầm nọ chuyện lẽ từ lời cô đại đại coi trọng bàn. Chứng đường này cứ chỉ đường là mối đại sầm khán được tá nhưng trọng bàn ở vậy. Hai ca đại dân trọng bàn nó thể táo vì ai chui với tập đoàn business chui với tập đoàn customer đại vụ dân thế tại cầm lại cho bà nó bây đại dân cầm lại bàn cho bà lo này hết thôi dân khoa khát từ form miễn cái đôi gì thôi dân khát pe từ lờ ca chấm này pe điệp xem xem khát praka khát từ lờ ca bằng prai nó bọt nẹt này còn phi dân biểu và chạy người nâng lớn tí tí đã tông chỉ mùi nâng ca cúp rong cùng rốn ca cấp bổng cầm rốn có miếng phía sầm khăn có chỉ tụ ông mối sầm khăn thông ca cầm nát phía chụp chế từ lời project từ lời digital journey đại bộ quát kêu cầm rốn lúc bộ quát tới tầm miếng dự sản bản thân tới thông ca chập đam project ca execute project cái đối với ca close project
đại dương tiêm tì ở miền ca cầm nạc bàn cho bà lo tờ lờ tùm hôm ca nghĩa phê và lý này đẹp đẹp quán cơ đồ chia phê chạy phê chia đại dương phá phá tân tâm tần lúc sau cơ dương tiêm tì xong ở miền ca chô rung phí top management đại xa nơi không sát bàn môi chùm nốn cứ quát bình tù tù bàn ca công trô phí top management là bởi enforce tờ lờ ca chế nếu không bởi xe là không sát bàn chân lúc bây giờ quát đạp phá phá nếu không sát bàn tớ ở tù bàn chốc chê ở tù bàn feedback đại xa management có sát bàn chô rung involve có enforce ហើយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ជួមដោយសារយើងនិយាយឲ្យខ្លីថារកការឆេងពីច្រើនមនុស្សគឺគាត់អត់សូវជួយចិត្តការឆេងប៉ុន្មានដោយសារមិនគាត់ទៅធ្វើឲ្យថ្មីរៀនអ្វីថ្មីអញ្ចឹងពួកគាត់ជួយចិត្តធ្វើឲ្យដែរអាចថាដដែលចឹងទៅពេលដែលយើងដាក់គាត់ប្រាស់ប្រាស់នៅ process ថ្មី ទី3ដែលតោងជាមួយនឹងធនធានក្នុងការបង្កើត Digital Product ឬជា Digital Transformation មួយជោគជ័យយើងត្រូវការធនធានមនុស្សដែលគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ជំនាញត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់គ្រាន់ហើយរបៀបបង្ហាញនិយាយអញ្ចឹងដោយសារពេលខ្លះយើងមានជំនាញប៉ុន្តែយើងមិនមានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមកចូលរួមសហការរបស់យើងយើងមិនអាចឌីលីវើប្រូដាក់ហ្នឹងទៅតាមពេលវេលាមួយដែលយើងចង់បានហើយបានដែលមានគុណភាពតាមតម្រូវការរបស់យើងចង់បាន ຈຶ່ງຍິງຕື່ການມີກົມການງານຫມູ່ໄດ້ຕໍາຕື້ໃຫ້ຍິງຟອມພວກគាត់ໃຫ້ຕື້ຕາມຕົນນະຕີໃນສັກຊື່ຂອງພວກគាត់ທີ 4 ផ្នែកមួយសម្រាប់នៅលើ invest ទៅលើផ្នែកមួយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងត្រូវការបច្ចិតគឺយើងអត់មានធ្វើឲ្យយើងអាចជោគជ័យឬក៏អាចបន្តទៅមុខទៀតបានអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាទទួលបាននៅគេហៅថាចំណេះដឹងថ្មីទៅទៅជាមួយនឹង digital transformation ពីលោកវិចិត្រដែលគាត់បានជួបជួនជាចំណុចដែលងាយស្រួលទៅឲ្យខាងទស្សនិកជនគាត់បានស្វែងយល់ទាក់ទងជាមួយនឹង digital transformation ដែលជាពិសេសគឺសម្រាប់អាជីវកម្មដែលគាត់កំពុងតែដំណើរការហើយគាត់កំពុងតែជួបឧបសគ្គអីខ្លះដោយលោកវិចិត្របានលើកឡើងច្រើន 4 ចំណុចហ្នឹង ទាំងការដែលគាត់គេហៅថាការប្រព្រឹត្តថាវិការរបស់គាត់ខុសបើសិនគាត់អត់ដឹងថាគាត់ធ្វើការអីគេទេហើយទីពីរទៅលើការគ្រប់គ្រងដែលតាំងជាមួយនឹងគម្រោងបើសិនជាអត់មានការចូលរួមពីខាងមេនេជម៉ិនឬក៏ពីខាងថ្នាក់លើឲ្យបានជាគេហៅថានេះទេគឺអាចឲ្យការដែលគាត់ implement ទៅលើគម្រោងនៃការចូលរួមជា Digital Transformation ហ្នឹងវានឹងរៀងរអាក់រអួលឬក៏អាចនឹងមានបញ្ហាផងដែរហើយសម្រាប់ដូចជាចំណុចចុងក្រោយពីរដែលលោកបាននិយាយទៅជាមួយនឹងធនធានមនុស្សហ្នឹងឯងពិតជាសំខាន់ដែលយើងត្រូវការមនុស្សមានគេហៅថាបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដែលយើងធ្វើ Digital នឹងឲ្យកាន់តែល្អផងដែរហើយចុងក្រោយលោកបានលើកឡើងទៅលើការដែលវាអាចនិយាយបានថាវាកាត់ឡើងសឹងតែគ្រប់ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់តែងតែមានបញ្ហាទៅលើការខ្វះខាតថវិកានៅក្នុងការដែលគាត់ធ្វើនៅក្នុងគម្រោងនៃការដែលគាត់ដំណើរការលើ Digital Transformation ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅទៅជាមួយនឹង Digital Transformation ទោះបីជាយើងបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានសំណួរមួយដែលវាអាចនឹងនិយាយបានថា នៅក្នុងពេលដែលមានការលេចឡើងនៅ digital transformation ហ្នឹងតើលោកឃើញថាតើមានឱកាសអីខ្លះដែលលោកគិតថាពិសេសសម្រាប់អាជីវកម្មផងដែរបាទអរគុណតើតើជាមួយនឹងឱកាសនៅក្នុងវិស័យ digital transformation ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគឺយើងនៅតែមានឱកាសហើយឱកាសហ្នឹងគឺជានិយាយឲ្យរួមគឺនៅពេលដែលយើងអាចដោះស្រាយភាពលំបាករបស់អតិថិជនឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់ដែលប្រើប្រាស់វិស័យបច្ចេកវិទ្យា ខ្ញុំបាននិយាយបកទៅពីទៅ3ឆ្នាំមុននៅពេលដែលសកលលោកដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងជួបបញ្ហាជាមួយនឹងវិបត្តិ COVID គឺជាពេលវេលាមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនអាចចេញទៅក្រៅបានយើងមិនអាចរៀនបិសនេសបើសិស្សសាលាគឺមិនអាចទៅរៀនសិក្សាបានជួបផ្ទាល់គឺជាពេលវេលាមួយដែលយើងទទួលបានការប្រើប្រាស់លើវិស័យ Digital បានយ៉ាងទូលំទូលាយ